Dạ rồi, em xin chào anh chị em và cô chú đang theo dõi kênh của em nha. Thì em cũng có một anh trai cũng vừa hỏi em cái vấn đề là như vậy. Thì nuôi con dúi á, mình phối giống đó anh chị em cô chú. Thì để mình biết phân biệt, để biết như thế nào là nó đã có bầu rồi. Thì nó như vậy. Thì lúc mà anh chị em cô chú mình, những cái con dúi già mà nó đã đẻ rồi á, thì rất là đơn giản cho anh chị em cô chú mình làm. Còn những con dúi thơ á, mà nó mới vừa lớn lên á, khi mà mình nuôi như vậy nè, thì nó khó, rất là khó khi ban đầu mình có giống đó. Thì để cho nó đạt hiệu quả hơn, thì anh chị em cô chú mình như vậy, mình nên sử dụng một con đực đã biết nhảy rồi, là con đực già đó, để mình áp dụng cho cái con cái tơ lứa đầu tiên này của mình. Là con đực đó đòi hỏi đã biết nhảy rồi, đã từng nhảy những con dúi khác đẻ rồi, để mình phối cái con dúi cái bị tơ mình lớn lên tầm 8 đến 10 tháng thì nó sẽ dễ đẻ hơn. Đó là anh chị em cô chú nghe em chia sẻ nha, là như vậy. Là khi mà cái con dúi cái tơ này nè mà mình bắt chung một đôi với cái con đực chung bày như vậy, là con đực nó sẽ không biết nhảy đâu nghe anh chị em cô chú. Hoặc là nó nhảy đi nữa thì nó nhảy cái con cái này nè cũng không đậu đâu, tại vì con đực mà tầm 10 tháng 8-10 tháng nó biết nhảy thôi, chứ nó không có phải là cái có tuổi, tới tuổi đã nhảy được đâu. Thì nó khoảng hơn 1 năm á thì nó mới nhảy được. Còn con cái đó 8-10 tháng, 12 tháng là nó đã đẻ rồi. Thì khi đó mình, anh chị em cô chú mình á, phải áp dụng cái con đực đã nhảy con cái đẻ rồi, để mình nhảy với con dúi tơ đầu tiên của mình thì sẽ hiệu quả hơn. Đó, nó sẽ hiệu quả hơn cho mình, là chắc ăn hơn. Còn mình sử dụng cho con dúi đực tơ nhảy với con cái tơ thực sự rất là khó. Tới khi mà nó có bầu được á, thì nhiều anh em hỏi sao nó ôm nhau nó nhảy suốt rồi mà lại không có bầu. Vì cái con đực đó nó còn tơ quá, nó chưa có đủ tuổi để nhảy nha anh chị em cô chú. Con cái thì 8, 10, 12 tháng nó đẻ rồi, tới tuổi đẻ rồi mà cái con đực á, nó cả năm mấy nó mới biết nhảy. Đó, thì mình để áp dụng cho nó thành công thì anh chị em cô chú mình á, là nên kiếm cái con đực đã nhảy rồi, hoặc là mình mua con đực biết nhảy. Nhưng mà khi mua con đực biết nhảy này thì mình cũng phải là tìm hiểu kỹ trước khi mua nha. Chứ con đực nhảy được, nhảy chuẩn và ngon lành thì giá không rẻ, mà đã rẻ thì không ngon. Anh chị em cô chú phải nhớ kỹ cái đó. Đó, mà đã ngon thì không ai bán. À, anh chị em cô chú mình phải nhớ nha, cân nhắc kỹ nha. Đó, thì em chia sẻ cái đó thì cũng hơi khó đó. Nhiều anh chị em cô chú thường, nhiều anh chị em cô chú cũng ghét đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì khi mình phân biệt như vậy, mình bỏ cái con đực đã biết nhảy này vô cái con cái tơ tuổi mới lớn lên này, thì nó sẽ ôm nhau nó nhảy. Thì ban đầu anh chị em cô chú mình nhìn cái vú của con dúi cái trước kìa đã. Là mình để ý từ cái ngày ban đầu nè, là cái ti nó còn nhỏ xí à. Đó, thì mình thả vô, ví dụ con đực biết nhảy này nó ôm cái con cái tơ đó nó nhảy rồi, nó nhảy 2-3 ngày luôn nha, là mình đã thấy nó nhảy rồi. Ok, mình để đó luôn. Khoảng 30 ngày sau mình dở cái con cái lên lại, coi cái ti nó có to và đỏ hơn không. Nếu nó to và đỏ hơn là nó đã có bầu rồi đó. Còn trong cái giai đoạn mà 30 ngày đó, có thể là con đực nó ôm con cái nó nhảy tiếp, nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì tới cái thai nhi ở trong bụng nó đâu. Có thể là lứa đầu tiên nó nhảy không đậu thì nó nhảy tiếp cái đợt sau đó là đậu đó, hoặc là đã có bầu rồi thì nó nhảy tiếp cũng không ảnh hưởng gì tới cái thai nhi ban đầu. Thì nó cũng như con người vậy thôi, chứ không khác gì. Nhưng mà đòi hỏi cái con dúi cái đó, nó cũng phải là cái tính dễ chịu nha, chứ nhiều con nó khó chịu thì nó cũng cắn con đực mình. Nhưng đa số mà nó cắn thì nó cái chiếm tỷ lệ là ít lắm, với những cái con dúi đã hung dữ thì nó sẽ như vậy. Chứ mình cứ để chung khoảng 30 ngày luôn cho chắc ăn nghe anh chị cô chú. Thì sau 30 ngày đó mình tách ra, tại vì con dúi nó có bầu có 43-45 ngày nó đã đẻ rồi, thì mình canh ra mình tách trước cái ngày đó. Đó, mình cách trước cái ngày đó để mà con dúi nó đẻ ra. Nếu mà có con đực á, con đực chung với con cái thì nó sẽ ăn đực, nó ăn con của con cái luôn, hoặc là con cái có con đực nó chết đi, nó sẽ cũng ăn luôn con của nó luôn. Đó, thì cho nên anh chị em cô chú mình phải để ý tách trước 30 ngày ra. Đó nè, mình để ý cái tì vú nó. Mà có cái trường hợp nữa nha, nhiều con cái tới ngày đẻ luôn thì cái vú nó mới đỏ và nó căng lên.
là khoảng 40 ngày luôn, là khi nào nó đẻ ra thì cái vú nó mới có. Thì những cái con cái có bầu và đa số chị em anh chị em cô chú mình để ý là nó sẽ bóng lông, mập mạp bóng lông, ăn nhiều nó sẽ đẹp hơn, bụng to hơn. Nhiều con cái ti nó không có đâu, mà tỷ lệ nó thì ít nó là, nhưng mà mình thấy chắc chưa có bầu thôi để luôn, để luôn 40-45 ngày là nó đẻ, là nó ăn luôn con nó luôn là xong đó. Mà thường thì em cũng nói sơ cho anh chị em cô chú mình nha, con dúi lứa đầu tiên rất là khó nuôi, nó đẻ ra rồi là nó cũng sơi con nó là một phần, thứ hai là nó không chăm con được, lứa 2, lứa 3 thì mới ok được. Còn cái lứa đầu đa số thì 10 con cái thì chỉ có được 3-4 con là ok thôi, còn 5-6 con là hư nha. Cho anh chị em cô chú mình đỡ lo cái thằng đó nha. Đó, thì anh chị em cô chú mình á, cứ áp dụng thì cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó đâu. Này cũng mới đẻ nè. Đấy, cũng đơn giản thôi nha, chứ không có gì khó. Thì anh chị em cô chú mình theo dõi kênh em á, thì có cần em hỗ trợ thêm gì thì cứ alo cho em qua số điện thoại đây nè. Đó, thì theo dõi kênh em thì cũng biết rồi. Thì nói chung là cũng khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mình biết được những cái điểm yếu rồi thì nó dễ. Còn như những con dúi già thì đã đẻ rồi thì dễ rồi, mình nó đẻ rồi nó chăm con ok. Thì 55 đến 60 ngày hoặc là 50 ngày là con dúi con phát triển tốt thì mình tách ra shop. Còn nếu con dúi con nó phát triển chậm quá thì mình nên để cho nó ở với mẹ nó thêm từ 50 luôn, 55, 60 ngày luôn. Thì mình tách ra rồi, một tuần sau á, anh chị em cô chú mình lại phối giống lại bình thường, bỏ đực vô, bỏ con cái qua con đực hoặc con đực qua con cái cũng được đó. Thì tách con ra một tuần sau bỏ giống lại đó. Thì bỏ giống lại thì cũng để vậy đó, là mình để ý thôi. Nhưng mà cái đó là đòi hỏi là anh chị em cô chú phải có con đực chiến, con đực quýt đó. Thì cái con đực chiến là nhảy là đậu nha anh chị em cô chú. Còn có đa số với con đực không phải là con nào sử dụng cũng được đâu, có con nó như 10 con thì có 5 con nhảy chỉnh thôi, còn 5 con nhảy chặt ruột lắm đó. Thì anh chị em cô chú mình cũng phải gán kiếm con đực quýt á, thì bỏ vô là nhảy là được nha, chứ khỏi chứ sợ là không đậu đó, nó mới gọi là đực quýt được. Mấy con cái này của em già lắm rồi, mười mấy năm hết rồi, cho nên nó xuống sắc hết rồi, không còn đẹp như gái 18 nữa đâu. Nó nè, già hết rồi, mười mấy năm hết rồi, không còn trẻ nữa nè, con cái nè đó. Cho nên nhiều anh chị em cô chú xem á, thì có những con cái tơ bóng bẩy đẹp gái lắm, còn có những con nó xấu. Anh chị em cô chú đừng có cười nha, tại vì nó già quá rồi. Như mấy con này thì cái tuổi nó 3-4-5 năm thì nó còn bóng đẹp, còn có những con cái nó già quá rồi nó tệ lắm nha. Mấy con này thì cái tuổi tim của nó lên nè, đực tơ nè, đó thì nó lại đẹp, cái già nè. Mấy cái này thì tơ tơ nó còn đẹp nha, mấy cái già thua, nhìn xấu xí lắm, tàn úa nhưng vẫn đẻ nhập con bình thường. Này cũng dài dài lắm. Thì đó, thì em cũng chia sẻ cho anh chị em cô chú mình, nó cũng đơn giản thôi chứ không có cái gì khó đâu. Rồi nhiều khi anh chị em cô chú mình cái vấn đề nữa là nghe, nhiều anh chị em cô chú mình á thì cũng nghe người này nói người kia nói là khi con dúi phối giống nhìn cái bộ phận sinh dục nó có cái tinh trùng dính là được. Thực sự không phải, sai hết, hoàn toàn sai, sai bét hết. Những cái con mà dính cái tinh trùng bên ngoài á, thực sự nó không lọt vô được bên trong, là nó không đậu đó, chứ không phải là dính là nhảy được đâu. Dính là ở ngoài là chết quất rồi, không thấy là nó mới lọt vô bên trong được đó. Cái tinh trùng của con dúi với con trùng hương mình á là tinh trùng khô chứ không phải là tinh trùng ướt. Rồi nhiều anh chị em cô chú là nghĩ vậy, con dúi có thời gian lên giống, mình dở cái đuôi lên rồi mình lấy cái tay mình gờ vô cái chim của nó, cái hoa của nó thì thấy ướt ướt là nó lên giống rồi nọ. Thực sự sai bé, không phải, con dúi không có thời gian lên giống, không có thời gian lên giống động dục gì hết. Nó như con thỏ, thả đực vô là nhảy được hay không thôi, chứ không có thời gian nào lên giống hết trơn ha. Con trồn nó mới có thời gian lên giống động dục, còn con dúi là không có nha, mình thả là nó nhảy thôi, nó đơn giản. Còn con dúi á, là con đực nó là tinh trùng khô, cho nên nó khi mà nó nhảy một con cái như vậy xong thì anh chị em phải cho nó nghỉ ngơi đi 30 ngày sau hả, tiếp tục cho nhảy con cái khác. Tinh trùng nó khô, nó có thời gian để tạo nên cái tinh trùng đó. Nhiều anh chị em dùng một con đực nhảy cho nhiều con cái, cuối cùng hư đực luôn mà không đậu luôn đó. Vậy nên anh chị em mình áp dụng cái đó là thua nha. Con nó đẻ nè, dúi em đợt này cũng đẻ nhiều đó, đẻ lại hôm rồi tách con bán hết rồi, đợt này đẻ lại nè. Còn số con này là của anh kia, trong tuần này anh bắt anh làm xong chuồng rồi đó, anh gửi nè, anh gửi là cho anh gửi lại 2 tuần cho nó cứng cáp đồng hoàng cho anh bắt
lớn nhanh lắm anh chị em cô chú. Hôm gọi anh đến qua là em mới tách bày chút xíu à, mà nay chắc 8-9 lạng hết trơn à. bự nhanh lớn lắm. Chú bên em cho ăn thức ăn cám nhanh lớn. Thì đó, anh chị em cô chú mình để ý những cái đó nghe. Thì muốn em chia sẻ thêm cái gì thì có gì hỏi em đi, em chia sẻ thêm. Nhiều khi em gối quá em cũng không có biết cái gì á, với chia sẻ nhiều lên quá có nhiều anh chị em nuôi nhiều hơn em rồi người ta không thích, người ta nói em chia sẻ như vậy rồi ai làm cũng được hết, rồi con giống nó khó kìa, cho nên em cũng ngại quá, cũng muốn chia sẻ cố gắng hết sức cho bà con mình, hỗ trợ cho bà con mình phát triển cho nó tốt. Nhưng mà có nhiều anh chị thương quá trời, có nhiều anh chị ghét quá trời, lại không ủng hộ em, lại nói em vậy nọ cũng thấy hơi buồn. Cho nên em cũng cảm ơn anh chị em cô chú mình đã theo dõi kênh em, like chia sẻ cho em, ủng hộ kênh em cho nó phát triển tốt hơn. Thì em sẽ cố gắng chia sẻ thêm nhiều cái clip nữa cho bà con mình phát triển thật là mạnh lên, cho nuôi càng nhiều thì đầu ra càng mạnh đó. Lái buôn càng nhiều thì mình mới phát triển được nhiều mạnh nha anh chị em cô chú mình đó. Thì cái điểm yếu là vậy đó, nhiều anh chị anh hỏi em là điểm yếu là cái gì thì em nói vậy đó, là mấy cái điểm yếu đó. Thì nói nhiều quá thì nhiều người ta thương quá, nhiều người ta cũng ghét quá trời, người ta không muốn mình chia sẻ hết. Ảnh hưởng tới những cái trại lớn người ta nuôi khó, người ta không muốn như vậy, muốn cho cái con vật nó lại khó nuôi, trời ơi khổ ghê luôn. Ok, em cũng cảm ơn anh chị em cô chú mình đã theo dõi kênh em nha. Em xin hẹn anh chị em cô chú mình những cái clip sắp tới của em sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho bà con cô bác mình được nhiều cái điểm yếu của con chuối để phát triển thành công hơn. Thôi em chúc sức khỏe mọi người nha.